Rồi, xin chào các bạn. Đây mình sẽ hướng dẫn cách mình copy cái template VS lên trên SAP nha. Rồi, đây mình có 3 bảng, 1, 2, 3, 3 bảng chuẩn bị đây nha. Cái CLI mình đưa lên rồi, CLI mình đưa bằng DTFW lên rồi. Rồi những cái template lên đây, template mẫu có sẵn ở đây. Cái này đó là danh sách. Danh sách cái template. Và cái này là mapping tài khoản. Và cái này á là title những cái tiêu đề thôi. Tiêu đề của template thôi. Rồi OFRC. Đây mình sẽ tìm đến cái OFRC. RC. Sau đó click phải nó edit top 200 này, top 200. Bây giờ phải nâng lên top 1000. Nên mình vô chỗ server offset uploader đây, edit top đây, mình chọn top 1000. Vậy. Rồi đây mình thấy được edit top 1000. Sau đó mình copy qua. Copy hết qua luôn. Copy. Đây ha. Đó. C. Chỗ này mình đem mình chọn hết, mình delete hết đi. Delete cái có sẵn. Rồi sau đó chọn chọn ngay chỗ này, ngay chỗ sau nè, rồi còn đánh về vô rồi vô hết đúng không? Rồi tiếp theo mình tới cái bảng thứ hai. Bảng 2 tới đây luôn. Bảng 2 là bảng OFRT. Xong rồi SQ nè. Đó rồi, bảng 2 là bảng thứ OFRT filter. Chọn ở đây, dán vô Q. Rồi bảng thứ ba, bảng FRC1 như vậy. Chén vô. Rồi sau đó mình mới kêu, rồi sau đó mới vô sáp, mở sáp lại.
Sau đó mình mới vô cái Financial Template. Đó mình mới thấy balance sheet nè. Balance sheet nè, nó làm sẵn hết trơn rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần sửa lại những cái chỉ tiêu thôi, ví dụ cash này. Cách này á, là bao gồm những cái thằng nào cộng lại rồi làm sẵn hết trơn, còn thằng này thì bao gồm thằng nào cộng lại, thì thằng cha này nó không có công thức, thằng cha này sẽ mặc định là hai này cộng lại nè, một hai nè, thằng này á một hai ba cộng lại, nó a này sẽ bằng một hai ba cộng lại, thì cái template này đó làm xong rồi thì nó sẽ chạy được cho được cái báo cáo này. Ví dụ đây VS Report Balance Sheet and VN. Đây, chọn vô đây, nó đúng, đúng không? Thì sẽ chạy ra đúng. Đó, đây. Tiền vô đây 36 nè. Khoản tương đương tiền, đó. Cái này chỉ tiêu này thì bằng cái gì cộng lại nè. Được thì mình sẽ sửa lại ha, sửa lại mấy cái này đó. Rồi tương tự vậy, từ cái template này á, từ đây mình cũng có thể làm những cái theo mẫu template khác, nhưng mà làm theo cái cấu trúc này cha con vậy nha. Đó, cha con như vậy thì nó mới chạy. Cha con như vậy, tiểu khoản con á là bằng những tiểu khoản nào cộng lại. Tiểu khoản cha là nó nguyên tắc nó sẽ là tiểu khoản con cộng lại thành tiểu khoản cha, cái nó như vậy. Rồi, xong, kết thúc video đây luôn ha.